Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm hồn. Làm sao để hóa giải sự cáu giận? Ông Tom và bà Katie đã sống với nhau tròn 60 năm. Ai cũng nói họ là cặp vợ chồng hiếm có vì ông bà chưa bao giờ cãi nhau. Nhìn kìa, hai ông bà Tom trông hạnh phúc và bình yên quá. Ở tuổi này rồi, không phải ai cũng có được những giây phút hiếm có như họ. Thật ngưỡng mộ. Nghe nói thời trẻ, ông Tom cũng là người liều lĩnh, đã nhiều lần tay trắng do làm ăn thất bát. Nhưng bà Katie vẫn chưa một lần than vãn hay lớn tiếng. Có lẽ đó là bí quyết để ông bà giữ gìn hạnh phúc hôn nhân đến hôm nay chăng? Một ngày nọ, bà ráng nằm xuống nghỉ một chút đi. Ông lấy giùm tôi cái hộp màu xanh trong gầm giường. Bên trong có món đồ mà tôi giấu ông mấy chục năm nay. Trong chiếc hộp này có gì mà tôi thấy bà luôn mang theo bên mình? Đi ngủ cũng để cạnh gối. Vì tôn trọng bà nên tôi cũng không mở ra xem. Là một con búp bê bằng len và tiền ư? Tôi chưa hiểu. Đó là con búp bê tôi tự đan, và số tiền này là tôi dành dụm được. Lúc chúng ta lấy nhau, mẹ có dặn tôi rằng hễ khi nào giận ông thì đừng nói gì cả, mà hãy lấy len ra đan một con búp bê. Vậy là mấy chục năm qua, bà chỉ giận tôi có một lần thôi hả? Thế sao bà có số tiền này? Đó là tiền tôi bán những con búp bê tôi đan những lần giận ông. Qua ra trong suốt thời gian chung sống, tôi đã khiến bà giận rất nhiều, nhưng bà đã luôn im lặng và chịu đựng để giữ gìn cho gia đình không đổ vỡ. Tôi thiệt có lỗi với bà. Khi chúng ta cáu giận và bực bội, hãy tìm một việc khác làm để quên đi. Nỗi bực giận sẽ tự nhiên mất đi và khiến tâm hồn chúng ta thanh thản, luôn vững tin vào những điều tốt đẹp.